Ở tập trước, trong hang quỷ, Quỷ Dương bắt bà của Nhân làm đầu bếp. Bà ngoại của Nhân và Nghĩa vô tình biết được lũ quỷ rất sợ lá dứa, về đến nhà giấu áo phép. Nhân chợt nhớ ra và gọi Tiểu Đồng lên giúp đỡ. Thế là Tiểu Đồng cho Nhân khoai giống để trồng. Cháu nói đây là khoai lang ăn gốc cho ngọn được sao? Đúng vậy thưa ông, Tiểu Đồng đã hiện lên và nói với cháu như vậy mà. Ta cũng có nghe nói đến khoai lang, nhưng chưa từng thấy bao giờ. Thôi, chúng ta thử nghe lời cháu. Dù sao á thì cũng không có gì để mất. Thưa hai ngài, hãy bẩm với Quỷ Dương á, chúng tôi nộp tất cả phần ngọn cho ngài ấy, chỉ lấy phần gốc thôi ạ. Bọn Nguyễn ngốc hết, cứ chờ đến lúc chúng phải ăn món rau lang. Lá khoai lang không ăn được sao? Được chứ, nhưng ăn lúc lá non, củ còn nhỏ thì ăn ngon hơn. Cái món gì mà dai nhách vậy? Món nào cũng như nhau, các ngươi cho ta ăn cái gì vậy hả? Không ăn, không ăn. Cái gì mà vừa dai vừa chát vậy? Bà bếp đâu? Dạ. Bà kia, bà nấu cái gì xanh lè chúng ta không ăn được vậy hả? Dạ, đây gọi là rau lang xào tỏi, rau lang nấu canh, rau lang luộc. Nhưng mà ngài nên ăn nhiều rau để ít nóng tính hơn à. Người dám dạy đời ta, ta ghét tỏi, ta không ăn rau, ta ghét rau xanh, ta là Quỷ Dương. Đại Dương kẹo. Ghét tỏi à? Dạ, bẩm Đại Dương, bọn chúng chuyển qua trồng một thứ gọi là khoai lang. Bọn chúng ăn củ ở dưới gốc, cho chúng thần cái này. Chúng thần thấy xanh xanh, có vẻ nó ngon nên à. Người đi mà ăn. Dẹp hết. Kêu bọn quỷ đi cùng ta tới đó, đòi hết đất lại. Đại Dương, bình tĩnh. Người nghĩ xem, bây giờ lấy hết đất lại thì ai sẽ làm ra lương thực của cải cho chúng ta? Vậy bây giờ ta phải làm sao? Lại đổi nữa sao thưa ngài? Đúng vậy, từ nay các ngươi phải ăn ngọn, nộp gốc cho Quỷ Dương, nhớ đó. Chắc bọn chúng không ăn được lá khoai nên mới bày chuyện quỷ ăn gốc cho người ăn ngọn đây mà. Hả? Vậy chúng ta chỉ cần trồng lúa như trước là được hả? Đúng rồi, trồng lúa thì chúng ta ăn phần ngọn, cho chúng phần gốc. Em thông minh quá Nhân ơi. Đúng vậy mọi người ạ. À, chúng ta mau xem còn hạt giống lúa, chuyển qua trồng lúa nào. Mày ơi, cái món gì mà dai nhách vậy? Gốc rạ, người dám cho ta ăn gốc rạ? Các người bắt ta ăn rau, rồi bây giờ ăn rễ cây hả? Chẳng qua đi. Ơi, Đại Dương của tôi ơi, người đừng giận nữa, không thì sẽ sập hang mất. Cũng tại người bày kế ăn gốc với chả ăn ngọn, ta bảo lấy hết đất lại, đuổi chúng đi là xong còn gì. Thần nghĩ cho Đại Dương thôi mà. Chúng ta đều là quỷ lười biếng, nếu không có người trồng thì chúng ta biết ăn bằng gì à? Ngươi còn ở đó làm gì? Mau đi làm thêm kẹo cho ta.
Đại Dương, thần có kế này. Bọn quỷ giờ lại đòi ăn cả gốc lẫn ngọn hả? Chắc là bọn chúng tức tối lắm rồi. Lần này quyết bắt bí cho chúng tôi phải lạy lục van xin chúng mới thôi. Làm sao bây giờ? Cây gì mà chẳng ăn ngọn hoặc ăn gốc, hoặc ăn được cả? À, cây mía! Cây mía ăn gốc mà. Cây hành, cây bắp cải, khoai sọ, lúa mì. Không được đâu. Phải cây gì mà có quả ăn được kìa. Tốt nhất có thể dự trữ được luôn á.